Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tin tức Đắk Nông. Hôm nay, ngày 5 tháng 5, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông dự buổi gặp mặt âm vang Điện Biên. Đắk Nông tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động năm 2023. Đắk Nông chỉ đạo tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc. Sáng hôm nay, mùng 5 tháng 5, Hội cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông tổ chức chương trình gặp mặt truyền thống âm vang Điện Biên nhân kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương công lao to lớn của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, quân dân cả nước nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cựu chiến binh tiếp tục tăng cường giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy tinh thần cách mạng góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Dịp này, tỉnh Đắk Nông đã trao, gửi tặng 103 suất quà, trị giá mỗi suất 1 triệu 200 nghìn đồng đến 103 cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Pháp đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Sáng mùng 5 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý về một số nội dung của dự án luật nhà ở sửa đổi. Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành đã đóng góp nhiều ý kiến xung quanh việc xem xét thời hạn sở hữu nhà chung cư, làm rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư, thời hạn tháo dỡ nhà chung cư, khi hết hạn sử dụng. Một số đại biểu cho rằng, theo dự thảo luật nhà ở sửa đổi, việc bắt buộc tất cả các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại các đô thị từ loại 3 trở lên phải dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, tỷ lệ 20% theo quy định của chính phủ là chưa phù hợp thực tiễn. Dự thảo luật cần đồng nhất quy định giữa luật đất đai với quy định của nhà nước về nhà ở dành cho quân nhân. Kết luận hội nghị, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Khắc Mai đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị. Tất cả những ý kiến sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp tham gia ý kiến tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 tới. Cũng trong sáng nay, mùng 5 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động năm 2023. Với chủ đề kết nối công nhân, xây dựng tổ chức, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông kêu gọi các cấp công đoàn trong tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm với phương châm đoàn kết, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, động viên đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tham gia đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ 2023. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị các cấp công đoàn nâng cao nhận thức về nội dung và ý nghĩa của chủ đề tháng công nhân, tháng an toàn, vệ sinh lao động năm 2023, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại với công nhân, giải quyết kịp thời những vấn đề công nhân quan tâm, bức xúc nhằm ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên vừa ký văn bản yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Đắk Nông yêu cầu các đơn vị, địa phương phải dành sự ưu tiên cao nhất về nguồn lực, vật liệu để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án giao thông, nhất là dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc. Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản đúng quy định, đáp ứng tiến độ, khối lượng của các dự án trên địa bàn, thực hiện rà soát, nâng công suất các mỏ đá, mỏ cắt đã cấp phép đang khai thác trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu và tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến dự án đầu tư và khai thác vật liệu phục vụ cho dự án. Nhiều năm qua, tuyến đường đi qua trung tâm xã Nam Rong, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài cùng tình trạng xe quá khổ, quá tải thường xuyên lưu thông. Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã đi qua trung tâm xã Nam Rong vào ngày 11 tháng 5 năm 2021. Dự án được nâng cấp hạng mục nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và điện chiếu sáng theo tiêu chuẩn đường đô thị dài khoảng 4 km. Với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Cư Rút.
Dự án được khởi công vào tháng 7 năm 2022 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, tiến độ thi công toàn dự án vẫn còn ở mức thấp, làm ảnh hưởng đến đời sống, đi lại của nhân dân. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!